Ô, anh Thu. Đi đâu em? Em đi chơi. Đi chơi à? Anh đi bán kem anh nha. Ờ. Thế không thấy cái gì à? Không. Ô. Anh Thu. Bị mù à? Ờ, đi đi đâu ấy? Em đi ra ngoài đấy cái. À, thế không thấy cái gì à? Hôm nay anh không bán kem à? Không phải, bán kem cái gì? Mày không thấy thật? Không thấy thùng kem. Thôi em đi ra đây ngoài đây cái này nhá. Ô này. Cái bọn này nó bị mù mắt à? Nó không thấy cái gì, cái áo mới người ta đẹp như thế này mà không thích khen. Rốt. Anh mặc áo mới chắc giờ này rất vui. Bạn ơi. Đâu ơi. Thì định sang bên làng B có chút việc mà. Thôi tôi đi trước đã nhá. Từ từ. Thế không thấy cái gì à? Hôm nay không đi bán kem à? Không kem cũng gì. Không bán. Bạn không thấy một cái gì đấy nó mới mới mẻ mẻ ở đây à? Mới cái gì? Cái gì mới mới đây? Hay là mới bị em mới kia nó đá? Cái con nào dám đá thôi, tôi cũng đá thôi. Bạn nhìn cho kỹ vào đi. Thế thôi không có gì, tôi đi trước đã nhá. Ô chờ bạn nhìn cho kỹ vào đã. Cái gì? Không thấy cái gì à? À, hay là định không bán kem nữa đổi nghề. Mấy bạn tôi chán bạn, bạn giống hai cái thằng kia này. Mắt bị đau đau hay sao ấy. Chán là buồn nói. Ừ, con này đi đâu đây? Này mày đặt dỗi kìa. Cái bọn dở người. Từng 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 từng. Ôi, á bạn. Bạn. Này, ôi áo này, áo này đẹp chứ. Cái gì? Này, mua đâu mới mua? Áo này. Cảm ơn bạn nhé. Sao? Bạn là người đầu tiên hỏi đến cái áo của tôi từ sáng giờ. Bọn nó bị đuôi hay sao? Mặc cái áo mới như này đi ra đường mà không thấy. Không thấy luôn. Không thấy. Bọn mù. Ừ, cảm ơn bọn bạn. Bọn nó mù. Này, bạn tuyệt vời. Tiêu thân xem chất bạn ngửi cái thơm này. Thơm, thơm, thơm. Vải mới. Vải mới mới như hơi ấy. Lấy cái gì? Không, 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 chị ơi. Nhưng mà này. Ừ. Cái chất vải này được rồi, chắc mấy lít áo ở đây? Áo chịn người ta ấy. Nhập bên Mã Lai về đấy. Mã Lai là ở đâu? Không biết đâu. Ý là áo bên Tây đúng không? Ờ. Bao tiền đấy? Một tháng nhỉ, ăn sáng chứ mày. Một tháng à? Ừ. Nhiều tiền chưa? Ôi, tôi đầy tiền. Mà bạn thấy bên này mặc áo đi chơi khoe thôi. Khoe với cả làng thôi, không cần bán buôn gì hết. Thôi tạm biệt bạn, tôi đi nhá. Từ từ, áo mới thì... Tôi khoe thế thôi. Có khi cho tôi mượn không? Cái gì? Mượn hôm đi chơi cái. Vừa nãy còn yêu quý, không bây giờ thôi bỏ cái tay. Mượn hôm thôi. Mượn đúng một hôm thôi. Chịu. Thì bây giờ bạn mặc một hôm trong sáng sao bạn được đi không, 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 không. Khóc đâu mà đi đãi gà rừng áo đâu mà cho những cái kẻ vớ vẩn đi mặc. Bye bye nhá. Được. Chạy đây. Hách dịch đó, hách dịch đó. Được cái áo mới hách dịch đúng không? Ủa, có cái áo cho mượn. Em mang theo tình yêu nơi đâu. Ôi xài. Em mang theo tình yêu nơi đâu. Đừng nhiều lời hóng bươm. Trời giặt vẫn còn mùi áo mới thế này. Chết. Áo yêu của anh nằm đây nhá. Rồi chiều anh lại bế em vào. Xài. Thơm phức. Để đây mà chị tán gái. Không cho mượn ấy thì ông mày lấy trộm, ông mặc trộm được không? Công nhận là áo này nó đẹp đẹp thật sự luôn ấy, có nghĩa là nó anh đẹp xuất sắc, đẹp không còn một từ nào để diễn tả được luôn. Thế là mày khen áo hay là khen anh? Khen anh mà, anh đẹp đẹp quá luôn ấy. Tao biết nha này. Anh nói với em nhá, người ta gọi là người ta có câu là người đẹp vì lụa không? Vâng. Nhưng mà đây anh không. Anh mặc cái áo này lên là anh tôn thờ cái áo này.
Sao? Biết sao? Anh đẹp trai sẵn rồi, hiểu không? Cái áo này thường thôi, vào người anh này thì nó mới đẹp lên. Chứ này đưa cho thằng khác mặc á, xấu như chúa luôn. Thật mà. Ờ. Tiền có 3 câu, bắt đầu là anh ấy bắt đầu là phóng mũi cà chua. Thôi, em đi về. Đời đời đã. Nghe này. Đẹp thật không? Đẹp mặt, công nhận là đẹp này. Đẹp phải chỉ vào mặt này, đẹp mặt này, đừng có chỉ đây nha. Công nhận là đẹp này, hôm nay là anh đẹp xuất sắc, đẹp mỹ miều, đẹp trắng cả người lên luôn. Thôi, thế thì anh nhờ mày một việc được không? Mày cho anh thỏa mãn cái đam mê ngày hôm nay đi. Anh mà không có đam mê á. Okay. Anh có đam mê? Được không? Được. Đi hả? Đi theo bên đây, đi. Đi. Được chưa anh? Được chưa? Tao hỏi mày mà. Em bảo là anh đứng được chưa? Rồi, xem tóc tai anh được chưa? Vô hình nào? Tóc tai được chưa? Ờ, được rồi. Chuẩn nha, được chưa? Anh phải đứng yên để em cúi xuống một tí để cho cái chân anh cao chứ nhìn vào trong đây anh lùn tị tị. Như đây mà tao chưa đủ cao á? Chưa. Phẹt. Nào, được chưa? 1, 2, 3 chụp. Rồi, đối kiểu, đối kiểu, đối kiểu nhanh. Đối liên tục. Liên tục đi. Rồi, được chưa? Được chưa anh? Làm gì đã lấy rồi đã tạo dáng được cái gì đâu. Không, anh không biết chụp ảnh như là như thế nào à? Chụp ảnh người mẫu là dễ thương với các thứ này, dễ thương, màu dễ thương à? Các thứ anh cứ làm cái đây, gì? Đây, đây, đây. 1, 2, 3 chụp. Rồi, đổi kiểu liên tục. Nhanh, nhanh lên. Đổi liên tục đi. Đây. Nhanh lên, được chưa, được chưa? Chụp đi. Đấy thôi. Ôi kìa, đã được đâu mà. Rồi, 1, 2, 3 chụp. Rồi, liên tục, nhanh lên, đổi kiểu. Đổi liên tục đi. Ồ, đối liên tục nào. Nhanh lên anh Lương. Đứng ở đây chụp à? Hả? Chụp ở đây à? Ờ, chụp chụp tiếp à anh. Này. Bé một rồi, bé một rồi. Hả? Anh trốn cái gì trong này á? Hả? Anh trốn cái gì? À anh không trốn cái gì đâu. Anh thấy góc này đẹp hơn mà bảo vô đây chụp này. Nghi này, nghi này, nghi này. Nghi cái gì mà nghi? Anh trốn chú Tú đúng không? Cái thằng trốn ấy tao bị gì phải trốn. Chú Tú mới đi qua lại nhảy vào đây anh trốn. Tào lao. Thôi chụp đi. Đây nào. Chụp tiếp hả? Chụp tiếp nào. Được kéo, được kéo nào. Được chưa? Thế anh có chụp được không? Có. Kiểu mới này bây giờ 1, 2, 3 đổi kiểu. Tạo hướng này. Chụp, chụp liên tục nhanh đó, nhanh. Đó. Nhanh. Ôi trời ơi. Anh làm cái gì? Đó, anh dạy cái. Yêu như thế này mà bảo là đi chụp ảnh người mẫu chuyên nghiệp à? Đó rồi. Còn nhe cái răng nữa mà cười à? Rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, không ổn rồi. Hỏng rồi. Sao hỏng? Phải vứt đi, vứt đi. Sao vứt đi, áo mới mua mà. Ủi, nó có ra đâu, anh ngã xuống đây này. Mũ cây rồi, đất đai rồi các thứ nó dính hết đèm lem. Càng phủi càng nhem ấy thì... Sao lại càng phủi càng nhem? Thì nó bẩn lem ra thêm á. À, thế bây giờ về giặt có sạch không? Không. Không sạch á? Không, nó vứt đi anh ạ. Thôi được rồi, đưa ảnh nha nào. À, ảnh. Được mấy tấm đây. Anh nhờ phết nhỉ? Đẹp lắm. Thôi em, cảm ơn em. Coi như hôm nay đến đây là quá tuyệt vời rồi nhá. Ủa? Anh về trước. Anh đi đâu á? Anh về trước. Ở thế mà đem chơi ra được. Kìa. Áo yêu của anh ơi. Ôi trời, sáng áo mình phơi một kiểu giờ lên này một kiểu thế này. Ôi trời ơi. Phơi từ sáng đến giờ mà vẫn ướt nhẹt thế này. Ôi trời, lại còn bẩn thế này, đất này. Chắc thằng chó nào chơi mình rồi. Ủa, mày nhớ thấy mặt tao nha. Chúa, mày đâu rồi? Tổ cha cái thằng nào lấy cái áo của tao nha, nghịch áo của tao nha, cái loại nhó muộn bần tiện ích kỷ, thú đoạn ghê tởm, phá cái áo của tao vừa mới mua nha, tao mới mặc có một lần thôi nha. Thằng chó nào nó vào nó bôi bùn bôi đất vào cái áo của tao, cái loại nhó muộn bần tiện ích kỷ, cái loại thú đoạn vô biên nha. Mẹ phá cái áo của tao nha, áo của tao vừa mới mua mặc được có đúng một lần. Cái loại chúa, mày không phải là con người. Anh Tú, cái gì? Chuyện gì mà ôm xòm thế anh? Ôm xòm cái gì? Cái áo tao vừa mới mua nhá, mà tổ tiên sư cha cái thằng nào nó vào nó phá cái áo của tao. Đây này, cái áo tao vừa mới mua xong đấy. Bấn lên này nên là tao phải nguyền rủa nhà nhá. Loại nhà mày nhá, ăn đi đường thì sẽ đánh nhá. Ăn cá thì hóc xương mà đi xuống mương thì ngã định bụng một phát, ăn cơm thì nghẹn mà uống nước thì hóc nhá. Cái loại người sao mà khốn nạn thế, có cái áo người ta mới mua cũng chả đi phá là như nào? Chưa đến không để nào xong người ta nghỉ ngơi à? Nghĩ cái gì bây giờ, chưa đến tôi phơi cái áo đem vốn bôi bùn với đất về này, bạn có tức không? Bạn có tức không? Mà thôi, bạn cứ đứng mà cãi nhau thế này thì giải quyết được cái gì? Hả? Làm ảnh hưởng đến người khác nữa chứ. Nhưng mà tôi tức, tôi cay. Bây giờ thì của đi thì con ruốt chứ. Cái áo bù bao nhiêu tiền? Này, bạn nghĩ xem đây là cái làng mình là cái làng văn hóa.
chưa đến bắt đầu đưa này đứng cãi nhau rồi làm ảnh hưởng đến người khác. Đấy bạn làm như thế không nghĩ là mất văn minh lịch sự à? Hả? Mất có cái áo mà độc mồm độc miệng. Mất áo ai chẳng tức thì cũng tội. Chạy! Thương. Bọn mày như tao xem. Ai? Thế thì bọn mày có tiếc cái áo vừa mới mua. À, đau. Cái gì mà đau? Nói nhỏ thôi, chửi bới nhỏ thôi để cho làng xóm người ta ngủ. Mà sao mày lại đi từ vườn nhà tao ra là như nào? Thì tao nhảy từ vườn nhà tao sang vườn nhà mày rồi tao sang đây cho nhanh. Rồi ok ok. Thế tại sao mày đánh tao? Hả? Lỗi. Mày chửi bới ông xóm nên để làng xóm ngủ tao đánh là đúng rồi. Tao chửi đống mà tao chửi thằng nào nó phá áo của tao mà sao mày lại đánh tao? Thì liên quan đến hay là ghen ăn tức ở rồi sang đây phá áo của tao rồi cay tao chửi cay rồi đánh tao đúng không? Này, không phải là bạn làm hư gáo Hoàng Tú không đây? Không, tôi không làm mà. Mày câm mồm. Mày không được nói, mày không được lên tiếng. Theo như kết luận từ nãy đến giờ của tao, vườn tược rồi bờ rào bờ rúng. Mày chính mày đúng không? Chính cái mặt mày phá gáo của tao đúng không? Mày ôi không làm. Ôi cay. Cay. Vào đây. Hả? Đây. Trời ơi. Trời ơi. Thôi. Nhưng mà tôi cay hơn làm gạo của tôi bao nhiêu tiền một tháng tôi có ăn tráng này bạn biết không? Cái gì? Sao phải ba người lại cứ đứng đây mà đánh nhau như thế này sao hay thế nhở? Đây này, mày nhìn cái áo của tao này. Đây. Áo bẩn mà. Thì hơn bôi đất vô đã bẩn. Không phải nè. Cái áo này nhìn quen lắm. Cái gì? Ờ đúng rồi. Áo này sáng nay Lương mặc bảo em chụp ảnh cơ mà. Mặc bảo là đi thi TikTok đồ với đi trêu gái. Đúng rồi. Này, đừng cứ nói vớ vẩn cái con kia. Này, cái vết nhơ sáng nay ngã nó còn thế này. Mày câm mồm, không được nói. Này, bánh mà. Điện thoại này xem nào. Điện thoại làm gì bạn? Vừa đây. Nhanh. Xem có đúng không nào? Mở đây, đấy, anh này cười này rồi. Đâu? Con thứ này đấy. Đây này, cười. Chà, đẹp trai nhỉ. Việt Nam lấy tóc một đồ à, cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Mày chụp ảnh có cái chụp con khỉ không? Cầm đấy tao. Mày như nào? Mày cãi đi. Này, thôi. Này, tôi nói cho bạn biết này nhá. Cái áo là không, nó phải có 1000 cái chứ không phải ở cái Việt Nam này chứ không phải bạn mình bạn có đâu. Bao nhiêu người cũng có cơ. Xin lỗi cuộc đời cái áo này tao đặt bên Mã Lai về nhá. Mã Lai như Việt Nam đời nhá. Đây nhá, tôi đền bạn con gà coi như là tôi sai. Đó. Mày cứ tưởng thế này là xong á, con gà là xong á. Hả? Con gà là xong đây chứ thôi là tao nói thật đấy, con gà nó đắt hơn nhá, đắt hơn cái áo của mày đó. Có lấy không? Nhìn nhằng. Thôi, được rồi. Game đợi cho hai anh chơi với nhau bao lâu nay mà có như thế thì mà cũng cãi nhau làm cái gì nhở? Nhưng mà tao tức, tao cay cái mặt thằng này này, nhìn cái mặt ra tao muốn đấm một cái này. Cay thì một cay, ý là bạn để cái áo đấy bạn đi tán gái bên làng bên cái con Linh đúng không? Được rồi, tôi sẽ gọi là xin cái nick Yahoo cho bạn. Cái gì? Thật. Đừng có khinh thường tao như thế, tao quan hệ hơi bị rộng đấy. Đi. Được rồi, các bạn đóng góp gà đây, tôi làm cho món này mà ăn, coi như là anh em ngồi nhau làm huề nhá. Ơi chứ nó mà gà luộc với lại gà rán gà giống là chán lắm rồi, làm món nào còn ngon ăn nhá, khác là lạ tí. Được rồi, bạn yên tâm để tôi nhá. Rồi đi bồi. Định hình. Trời ơi, cái bàn là đánh bạn à này. Cái bàn hư này. Tại thơm quá đang định gắp miếng. Ý là ngon mất thần hồn luôn. 1 2 3 4. 4 tầng rưỡi. Chắc là đang gấp đây.
Nhưng mà 4 tầng hay 5 tầng thì cũng ăn ít thôi. Ăn ít không có tao gà tao mà ăn thì tao kệ tao. Sao là gà của mày, mày đem sang mày bắt đền cho tao, mày lại béo gà của mày. Nhưng mà mày đền cho tao là của tao. Của tao sao được, của cá mà. Tao không biết, tao không cho mày ăn nhiều ấy. Mày nói vô lý nhở. Nó muốn đền đúng không? Tao đưa gà cho mày, mày phải đưa áo lại cho tao. Mày chứ bị hầm cái con gà này mới bằng hạc cái khuy áo của tao thôi. Đấy là đền vết bẩn thôi nhá. Con gì nữa? Nói chung là không cho mày ăn nhiều. Mà tao nói tao là này, mày đừng có nhỏ muộn thế này. Mày phải hào phóng thì gái nó mới yêu mày chứ. Yeah. Mày cứ tính chi li một tí một thì ai yêu mày. Yeah. Thế bạn có người yêu chưa? Em? Anh nghe anh hiểu biết đến bây giờ anh cũng đã có người yêu đâu. Không có. Đây là anh đang giữ gìn gọi là con người anh cho nó trong sạch thôi. Yeah. Nhường cho hai bạn. Thôi đây không mượn, đừng có hót phép. Mà thôi, tôi cũng không phải là bạn nhường cho tôi đâu, bạn cứ yêu đi nhá. Đấy, tôi nhường cho hai bạn đấy. Thế thì tao nhường cho mày. Tao nhường mày đấy. Nhường mày. Nhường tao đúng không? Ừ. Ừ. Cái tao yêu. Ờ. Yêu ăn. Ăn đi. Yêu ơi. Yêu muốn láng đầu chùa. Món này là lạ, ăn thì ngon nhờ. Giòn rụm 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 á. Thơm nhà Tưởng ơi. À. Ngon. Hamburger ức gà ngon lắm bạn ạ. Mai làm ăn nữa nhá. Cái gà đâu ra mà làm? Thằng Lương đầy gà. Ở nhà thằng Lương. Nhà mày có gà thì đem sang đây nấu ăn thôi, để nhà làm cái gì? Nhà bán hết tiền như này để làm gì? Hỏi thừa á. Tiền làm cái gì? Ô. Thế tôi hỏi bạn gà đi kiếm tiền để làm gì? Tiền nong với anh em chúng mình nó không quan trọng. Đó. Quan trọng là được ăn uống vui vẻ ngồi với nhau này. Tôi nói thật với bạn nhé, vài năm nữa bạn lấy vợ đi nha, tôi đố bạn ngồi được với đây đấy. Bạn bước chân ra đến cổng một phát kiểu thằng kia chỗ mày 2 phút, đúng 2 phút tôi về nhà nha. Thôi, tối về tôi ngủ ngoài đường rồi. Thôi cậu, tôi về đón mẹ trước. Khổ lắm, đừng lấy vợ sớm, khổ lắm. Tôi rất là không nên lấy vợ à? Hả? Không, không lên lấy không, anh chọn không lấy được đâu. Mày biết cái gì mà lấy nó ở đây à? Anh tưởng mày nuôi cháu chứ. Mày đừng có đến tuổi mày đi lấy chồng đi chứ. Hồi lâu không đi lấy chồng, ở bên chùa. Dơ vừa đấy. Dơ vừa phải rồi. Cứ đi mà đi lấy vợ đi. Tao sang năm tao lấy. Rồi. Người yêu tao ở khắp nơi. Cứ lấy cái con đây nè. Có cái gầm cá mà cho tú. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi hết tập phim của chúng mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một subscribe, một comment, một like. Rồi, một like được chưa? Like.